chào khán giả kính thưa mọi người, ăn Tết có vừa vẻ không? Bữa nay mùng 3 rồi, nhà của Phương Dừa hết gì ăn rồi. Bây giờ Phương Dừa với lại hai đứa bạn thân, đây là bạn Thế Hiển, bạn Thế Hiển 7 tuổi, và đây là bạn Thế Vĩnh, bạn Thế Vĩnh 4 tuổi. Và hai bạn này mình chơi chưa, bạn này chơi chung 7 năm, bạn này chơi chung 4 năm. Bây giờ hai mình rủ hai người bạn của mình xuống Dũng để đi bắt cá. Bây giờ mình đi bắt cá nha hai bạn. Vô. Mình chơi xuống. Phát hiện con cá kìa. Nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, Dũng là con cá nha. Thích quá ta. Trời ơi, ôi. Từ từ. Ây da, té, tôi bị té rồi. Ôi, tôi bị té luôn rồi. Con cá đâu rồi, cái gì? Con cá đâu rồi. Xinh nhiều quá bà con ơi. Rồi. Ở đây nè. Ê, cá bự quá, ây da. Ôi, tôi thấy đậu nó rồi nè. Đậu đâu? Con cá này có gai nha. Hai bạn cứ nhớ cẩn thận nha hai bạn. À, chảy máu luôn nè. Trời. Thấy không? Trời. Mò cá đi. Hai mò cá đi, cá đâu rồi? Cá đâu rồi? Ai dính cá ơi. Ủa, không phải con cá. Trời ơi, bạn đẹp quá vậy. Ai vậy? Sình đúng đâu? Sình ở đây sình rất là nhiều rồi. Hồi nhỏ Khương Dừa hay đi bắt cá. Đây ở Dũng là có nước á thì mình sẽ chắn ngang gần tát nước bắt cá. Ê đừng đừng. Nhưng hôm nay ở Dũng này thì cạn quá không có cá. Nên mình phải đem cá mua cá về mình thả. Trời ơi xịn nhiều cá vậy. Đi không được. Cá nè. Coi bắt dính cá là hay nha. Các bạn thấy Dĩnh lần đầu tiên được dọc sình thích quá thích. Trời ơi. Sao mà nó lúng như vậy? Mò cá đi. Cá nè. Hôm nay mình mò cá xong mình sẽ rồi ai biết tự ai nấy đi đi mạnh ai nấy đi chứ sao giờ hỏi sao vậy lấy thao cho ba nè lấy thao cho bí ba đi. Hôm nay mình bắt cá dính là thì mình sẽ quay gần gần xíu nè, thích không không vậy, quay vô cận mấy đứa nè. Ủa cá hay quá vậy, đâu rồi cá, đâu cá, đâu cá, đâu cá. Trời cá đâu. Anh bạn Thế Vĩnh bị lúng xuống đây rồi. Cái gì đây? Ê, lên lên cố gắng lên. Cố gắng Thế Vĩnh ơi. Ủa, cái gì đây? Khuôn Dừa á bị lúng ở dưới đây luôn rồi, không biết sao đi luôn. Chết mồ luôn. Trời ơi, xình nhiều quá luôn á. Không dám nghe sợ ta cái gì ta. Xả nước vô. Đúng không? Đó. Đó. Quay nay đấy cái quần nữa rồi. Đây. Bị lúng rồi nè. Đâu có lúng cái quần rồi. Rồi vô. Cứu. Trời ơi. Sao đi? Cái quần lắm, cái quần lắm. Đâu, cá lắm đâu. Nó chém. Đâu? Đâu? Cái quẩy. Đâu bạn? Cái quẩy kìa. Cái quẩy đâu? Cái quẩy đó kìa. Cái quẩy chứ không quẩy gì? Nó có chém nè. Nó mới chém. Ụp nó lại. Còn nhiều con cá gì mà nữa. Hai đứa chọi coi. Ta đã bắt được cá lóc rồi nè. Đã quá. Hai bạn bắt đi. Thử hai bạn bắt được không? Cá chém rồi. Rồi bắt đâu? Bạn Thế Vĩnh bắt coi. Nó chém nè. Làm gì mà chém? Trời ơi. Nó lúng đây luôn mọi người. Con vừa đã bị lúng ở đây luôn rồi. Bị lúng rồi. Chắc ngồi ở đây luôn quá. Chắc ở đây luôn quá. Sao ai cứu mình? Dạ dạ cứu mình bù mắt không á. Dạ. Bắt con cá đi. Lạnh quá à. Ở dạ. Dạ. Đừng dính con hai. Dạ ơi, con bị kẹt rồi. Kẹt hả? Vậy cứu. Vậy cứu bạn Thế Vĩnh thôi. Chuẩn bị nước lớn á. Nước lớn rồi. Đào quá.
trà sữa. Trời. Ôi, ôi cá bự nè, mình tới đó bắt được hai con. Bắt đi hai bạn đi dẫn lại đây đi. Sao vậy? Đi có được rồi bắt. Bạn thấy Vĩnh mặc cái áo đẹp quá vậy. Đi kẹt rồi. Đây. Đứng lên, để kẹt đứng lên. Rồi rồi, hai cho con mình kẹt đây luôn. Sợ cá gì? Phải chừng tụt cái quần nha. Ê, bạn bao đi tụt cái quần, bạn thấy hiển đi tụt cái quần. Trời ơi, xình nhiều quá vậy. Sao mà vậy được? Xình nhiều quá. Càng nặng nó càng lúng mọi người ơi. Xình vô mắt rồi. Sao vậy? Không có vô. Ba đừng có văng văng xình tùm lum con. Hết cá rồi sao bắt mày? Mẹ bắt cá đi. Không con vô rổ. Dạ. Ba bắt được cá thì sẽ được thưởng. Sao di chuyển? Không có chém. Không có chém. Ba không giỡn nha, ba đang có chuyện quan trọng. Đâu cá đâu? Cá đâu? Một con mà. Đâm cá này luôn. Ôi nó chém. Nè. Bạn cho sữa nha. Sữa. Có chừng lại không nha. Đừng. Ba đừng chọi con văng. Ba không có chọi. Văng mũi hả? Ba đừng lồng quân. Dính vô ngay ngõ. Ba đừng có văng quá. Đừng có văng quá. Cái gì vậy? Một cá đi mọi người ơi. Đúng chỗ nha. Đây, hôm nay Khương Dừa và hai bạn của Khương Dừa thu hoạch được hai con cá quá bự luôn. Thích quá. Bây giờ mình bây giờ mình nướng ăn hay là mình thả nè? Thả, nướng ăn đi. Nướng ăn hả? Nướng chui hả? Chơi tiếp đi. Chơi đi. Trời. Bơi đi các bạn. Nằm xuống bơi bơi. Bơi đi đúng rồi, đưa tay cho bơi. Thôi. Bơi. Trời ơi, nó lúng đây luôn rồi mọi người, không có chuyện gì. Đưa tay. Đây. À có cá lóc con nữa từ con. Rồi. Đưa tay đây. Đây. Ở này có cá lóc con nè. Thằng nào chọi. Đây con cá lóc con nè. Cha mới phát hiện được cá lóc con nè. Bắt mò cá đi. Đừng dán bia bo. Nó quay nó một chỗ rồi. Cá. Vô cá mẹ luôn hả? Cá lóc con rồi. Thôi xuống không? Này cá lóc con nè. Bơ. Bơi ơi. À, bơi xuống không? Không. Dạ không? Dạ không. Rồi sao con hai xuống, con hai lên đây. Không phải cái đó con nè. Ê, á bị lúng ở đây hết rồi. Mới háng luôn rồi. Sao đi lên? Bốn bụng. Sao con lên? Tắm bụng bơi. Dạ không? Ba kéo hai lên bơi. Tắm bụng nha. Mình tắm bụng. Nhờ quá. Mình tắm bụng. Tắm bụng. Tắm bụng. Con đang lạc này. Tắm bụng. Nước dẫn nước vô, dẫn nước vô đi. Rồi sao cho lên? Hả? Con lên hả? Rồi lên nè. Lên cho nó dính cú. Con nhỏ xuống. Trời ơi, cậu hai bị dính chân đây luôn rồi. À bắt cứ được cá lóc bự không mọi người? Cái cá lóc bự nè. Cái chân của con. Thấy con còn. Phải bự xuống dưới chị ba. Trời ơi nó dính. Trời ơi nó lúng xình. Cái dũng này là hồi đó có nước nhiều lắm nha mọi người. Thôi. Hồi đó dũng này có nước nhiều lắm. Nhưng mà giờ không có nước rồi, nó lúng quá, đất nhiều quá không có móc đất nữa rồi. Tắm đi được. Tắm đi được hả? Mạnh ai đi lên đi. Mạnh ai đi lên ai bỏ nó ai. Bỏ nó. Bỏ con đi dưới đi. Rồi sau khi mình và bạn của mình ba chơi gì nữa? Tắm bùn nữa. Con tự tắm đi. Người xinh đó. Khương Dừa và bạn Khương Dừa đã bắt được mấy con cá. Thằng Bo ơi xỉu quá. Thằng Bo nó tận hưởng. Bạn thấy Hiển đang tận hưởng tắm bùn đã không? Không giỡn nha. Đã không?
có đẻ, có đẻ, có đẻ, có đẻ nha nên có con đẻ, Cương vừa đã quần xong cái dũng của bà nội. Thắng rồi bà nội, lát bà nội ra hỏi cái dũng là bị trâu quần hay sao. Cái quần toàn là đất không. Tự tự cái con kìa. Mình đi thả cá đi ha. Đi. Mình ba bắt. Đi không được. Đi được. Kệ nó, đi đại đi. Tôi quần rồi. Đi cái quần đi không được. Đừng thấy con cung. Trời ơi. 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 Đi đi hết rồi, đi hết. Đây, bây giờ con vừa. Con vừa và hai bạn của con vừa sẽ thả cá xuống, mình sẽ bỏ lại đi bỏ. Mình thả cá xuống nha con. Cho nó bơi vòng vòng ha. Giỏi. Thả cá bắt được. Thả không? Nè, ai thả? Thế Vĩnh thả cá này đi. Con hai thả cá đi. Ghê quá. Nó mới thả mày. Đừng lại gần anh hai. Ừ, anh hai thấy ghê quá. Rồi, đâu rồi? Nó chết rồi. Ồ, nó ụt á. Ấy, ở hồ này có nhiều cá lắm nha mọi người. Không thèm rửa con cá đó nữa hả? Có nước, xuống đây có nước. Đây rồi. Khương vừa đã là thả xong mấy con cá rồi. Ban đầu Khương vừa dự định là bắt cá lên nước chui. Nhưng mà thấy mấy con cá tội nghiệp quá, thôi mình thả nó đi. Giờ Khương vừa với lại hai đứa bạn sẽ đi tắm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Trưa quá, rảnh rỗi quá. À, cậu cháu với lại cha con không biết làm gì. Đi bắt cá. Lại đây tắm nè, lại đây tắm nước nè. Thôi nước bây giờ. Rồi đi. Bye bye. Rồi đây nước, nước này nuốt nước cá nên có nhiều thức ăn lắm, mình không không có rửa đây được. Giờ mình bye đi vô mình tắm bụng. Hả, tắm bụng gì nữa? Giờ mình đi vô mình kiếm nước mình tắm nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo. Chúc mọi người Tết vui vẻ.